Nay rằm thôi, ngày ngày đầu tiên đi chùa, vợ con cũng thích ở trong, thích đi chùa đi viếng này nọ, Ừ. thì tụi con mới bắt đầu hẹn hò nhau. Bữa đó bài không? Dạ chưa. Bao lâu thì là giới thiệu cho gia đình biết? Lúc mà đi chùa thì anh này chia sẻ với con là anh này đi chùa bà luôn, là đi chùa thì cũng cầu xin có một người người yêu, một người vợ như vậy như vậy. Thì ngay ngày con hỏi là ngay cái ngày mà anh đó cầu thì cái ngày đó cũng là ngày con đi chùa, nhưng mà con đi ở một cái chùa khác, con cũng cầu nguyện vọng vậy luôn. Cứ sinh ra là để dành cho nhau đó trời. Nên tâm linh rồi cái con mới nói. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Xin chào hai vợ chồng. Ngồi đi cưng. Hai vợ chồng có gương mặt giống nhau quá. Đó. Rất là phu thê. Chúc mừng năm mới nghe. Mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Lời nói đầu tiên thì tụi con xin phép gửi lời chào đến cô chú cũng như là quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Và nhân dịp năm mới thì tụi con kính chúc cô chú cũng như là quý vị khán giả một năm vạn sự như ý, làm ăn phát tài. Trời ơi, cảm ơn con. Thích quá, thích quá. Con tên là Mỹ Hưng, năm nay 25 tuổi. Công việc của con là nhân viên văn phòng trong ngành truyền thông quảng cáo. Ừ. Bên cạnh đó thì con cũng đang kinh doanh khô bò online cùng với gia đình. Trời, số điện thoại nha. Ai cũng kinh doanh online hết trơn hết trời. Chị nghĩ em hợp với cái sản phẩm gì để chị? Để năm nay em làm cái. Thuốc rụng tóc. Thuốc rụng tóc. Rụng tóc. Ai mà tóc nhiều uống như cho rụng bớt. Rụng bớt. Rồi mời. Dạ, lời đầu tiên con xin gửi lời chào đến chú Thuận, cô Hồng Vân và toàn thể quý vị khán giả được xem chương trình. Con tên là Bảo Long, năm nay con 26 tuổi. Yeah. Nghề nghiệp của con là con làm cảnh sát. Trời, sao mặt chị hình sự vậy? Nhưng mà cái lỗ mũi mà giàu lắm mà. Ừ. Có khi nào mà đang làm cái chuyện qua kinh doanh á? À, nói nghe nè, vậy là cái lần đầu tiên gặp nhau chắc chắc đang vi phạm một cái lỗi gì đó. Dạ. Kinh doanh khô bò có gì đâu bắt người ta mà vi phạm. Không phải đi trên đường. Ngộ đi trên đường đâu chừng cái ngày đó là cái này là phải cứu, ví dụ phải như cứu. Là mỹ nhân đang đi ngoài đường đi giao bò gặp bọn cướp. Đúng không? Gặp bọn cướp, hai đứa quen nhau trong trường hợp đó đúng không? Dạ đúng. Dần dần thôi con nói đi làm sao nè. Lúc đó con còn là sinh viên thì con có kinh doanh, con rất là thích kinh doanh nên từ lúc con sinh viên là con đã mở một cái quán ăn. Tình cờ thì hôm đó thì anh này đến ăn lần đầu tiên xuất hiện, thì đó giờ con đều nghe mọi người nói là sẽ gặp một cái người nào đó giống như tiếng sét ái tình đó cô chú. Thì lần đầu tiên con gặp ông này là con cảm thấy giống như là sét luôn. Dạ con thích luôn. Con mở cái quán ăn vặt hả? Dạ lúc đó con bán nem nướng chả lụi á cô chú. Dạ rồi thích rồi con sao? Có sắm xét con thích liền không? Con có thích liền không? Con thích bao không? Dạ có. Con gặp anh này á thì con tỷ quán của con là đưa menu ra xong rồi khách chọn rồi mới gửi lại cho quầy để bắt đầu làm. Thì ông này á, ngoài cái việc mà ông chọn thì ông còn vẽ hình này hình kia, con này con nọ, vẽ trái tim đồ này kia. Ủa mà sao tự nhiên cầm viết ta vẽ vậy? Thích mà, thích thích nhỏ này. Vô là thích liền rồi. Lúc đó là con nghĩ là trời, ông này đang thả thính mình. Con mới nhìn để ý ông này ăn hết một cái phần ăn rồi mà chưa chịu về. Cứ ngồi đó mấy tiếng đồng hồ. Gì? Mà ngồi đó mấy tiếng? Dạ đúng rồi. Ngồi đó bộ canh bắt tội phạm luôn. Mà xong cái những ngày sau đó thì cứ đúng là cái khung giờ là 4-5 giờ là cái giờ tụi con dọn hàng á, thì ông này chạy chiếc xe Sachi á cô chú. Thì chiếc xe đó là tay cô chạy ngang qua cái quán họ nẹt bô. Cứ nẹt bô liên tục tháng trời. Nhưng mà con nẹt bô nhưng mà con có tấp vô ăn không? Dạ có lúc qua tấp vô nữa. Nhưng mà cái bữa đầu tiên mắc gì con ngồi chỉ mấy tiếng đồng hồ vậy? Ăn xong rồi còn ngồi lại làm chi? Con thấy vợ con đẹp quá. Con ngồi ngắm vậy đó đúng hả? Nhìn mắt thôi. Đúng gu luôn. Ủa cái gu của con là gu gì? Dạ là người phụ nữ biết kinh doanh, biết làm ăn rồi nói chuyện lịch sự, lễ phép. Rồi con có kêu đừng nẹt bô không? Có, con nói là ở đây bà con bán vốn quá, sao anh nẹt bô hoài vậy? Anh chạy xe bình thường đi. Rồi ông trả lời sao? Ông này đỡ anh, thôi vậy nữa anh bóp kèn. Ủa nhưng mà là ngày đầu tiên là hai đứa có cho nhau số điện thoại không? Dạ thời điểm đó chỉ hỏi tên thôi à. Ừ. Rồi bao lâu thì bao mới lâu? Khoảng 2-3 ngày nữa tụi con mới trên Facebook nhau. Rồi xong rồi chừng nào con mới rủ con bé Hân đi chơi? Chắc cũng tầm tháng à. Rồi nó chịu bỏ cái quầy thịt nướng đó mà nó đi chơi con không? Dạ chịu, ngay ngày rằm. Ngay ngày rằm. Cũng canh ngay ngày rằm chứ bộ. Ngày rằm nghỉ ba. Ngày rằm nó nghỉ ba. Không, kể con nghe coi. Nay rằm thôi, ngày hẹn hò đầu tiên đi chùa.
Dạ con cũng thích ở trong đi chùa đi viếng này nọ. Thì tụi con mới bắt đầu hẹn hò với nhau. Bữa đó ăn bài không? Dạ chưa. Bao lâu thì là giới thiệu cho gia đình biết? Lúc mà đi chùa thì anh này chia sẻ với con là anh này đi chùa bà luôn, là đi chùa thì cũng cầu xin có một người yêu, một người vợ. Rồi như vậy thì ngay ngày con hỏi là ngay cái ngày mà anh đó cầu thì cái ngày đó cũng là ngày con đi chùa, nhưng mà con đi ở một cái chùa khác, con cũng cầu nguyện vọng vậy luôn. Cứ sinh ra là để dành cho nhau đó nghe trời. Nên tâm linh rồi cái con mới nói như này, khi nào tụi mình làm vợ chồng không? Hay là hôm nào anh dắt em ra mắt mẹ anh đi. Xong rồi anh này mới nói ok em, không có thành vấn đề. Anh đang sắp chuyển công tác nên anh phải đi học thêm 2 năm nữa. Thì em có chấp nhận là yêu xa không? Thì lúc đó con mới nói yêu xa là yêu làm sao? Đi học tới cuối tuần thứ bảy nhật thì anh mới có được dù mới cho về. Em thấy bình thường mà có gì đâu, bình thường em cũng đi bán không mà đâu có thời gian đâu đi chơi với anh. Hai đứa con mới bắt đầu là tiến tới. Thì lần đầu tiên tụi con gặp mẹ chồng con á cũng là lúc ba mẹ con đi chùa. Rồi trong cái giai đoạn quen nhau vậy á, bà có ghen không? Dạ con thì ít ghen, có con ghen nhiều. Thể hiện ghen không? Sao ghen sao? Con sẽ kể cho cô chú nghe, có một cái kỷ niệm này con sẽ nhớ suốt cuộc đời này. Là ngày hôm đó, thời điểm đó tụi con chỉ là quen nhau thôi. Thì anh này á, là ngay dịp Tết, cái anh này mới gọi con ra đón ảnh. Nhưng mà ảnh nói là muốn mời con vô ngồi chơi với nguyên một đám bạn của ảnh. Thì trong lúc ngồi chơi vậy, tự nhiên mọi người đang vô vậy, cái ông này mới nói em hôn anh hai cái đi. Cái con mới nói là gì vậy cha, giờ này quá trời người luôn rồi tôi hôn cái gì. Cái xong rồi cái ông này ông nói ông giận lên, xong cái con mới chở ông về. Trên đường về á, ông mới nói thôi em đi xuống đi để anh chở cho. Ông vừa chạy, tại sao em không hôn anh hai cái, tại sao em nhìn trai tức quá đập bể cái đầu xe của con. Cái tay của ảnh hiện tại là có cái sẹo. Sau đó có đền con cái xe không? Dạ qua ngày hôm sau thì ra bắt chị dâu đền. Tại chị dâu bán phụ tùng xe máy. Là con không biết gì hết trơn đúng không? Dạ lúc đó con cũng say rồi. Say rồi chứ là nóng lên đúng không? Con có giận không? Lúc đó con rất là giận, nhưng mà con nghĩ là chắc ông này cũng thương con quá nên ổng mới hành động như vậy. Ngoài cái việc mà ổng như vậy ra thì chứ đem ngoài những cái việc khác ổng rất là tốt. Ổng giống như là một cái hạnh phúc mà con đang mong mỏi chờ đợi. Thì con lựa chọn cái hạnh phúc này nên con bỏ qua hết. Nói luôn thông điệp của chương trình rồi. Nói luôn rồi. Hay quá. Ổng là như món quà mà ông trời ông ban cho con vậy đó, đúng không? Dạ. Sắp xếp luôn. Cũng nhờ chùa đó. Nhờ chùa. Nguyên cái mùa Tết đó là cái tay xì cà que. Xong rồi về nhà đâu có dám nói với gia đình đâu, đây cũng là lần đầu tiên tụi con chia sẻ. Ngày đập đầu xe. Dạ đúng rồi. Là sau cái vụ đập đầu xe đó bao lâu thì làm đám cưới? Thì tụi con chỉ mới cưới nhau hồi tháng 10. Quen nhau mấy năm? Tụi con quen nhau 4 năm. Hồi trước đó hai vợ chồng có sống thử với nhau không? Quen nhau vậy thì ông này đi học cuối tuần về. Thì con mới ngủ này thôi qua nhà em ngủ đi. Tại về nhìn lâu lâu mới ở bên nhau vậy thôi. Tối nay anh qua nhà em ngủ đi. Xong rồi cái ông này khoái cái qua hoài luôn. Qua ở tới khi mà đám cưới luôn. Vậy là lần đầu tiên của hai đứa là từ cái lời mời của con đúng không? Dạ, gia đình con làm ăn nữa nên ba mẹ con cũng tin dị đoan á, nên tụi con không có bậy bạ gì trong nhà hết á. Là chú là đi đúng khác đúng không? Bên gia đình của chồng con á, là mẹ chồng con cũng kêu là thôi hai đứa qua đen ở đi, tại bên bển nhà cũng ít người á nên muốn tụi con về cho vui. Cái con suy nghĩ nè, thôi bây giờ ở nhà mình đi. Trước sau Dũng cưới mà ở nhà mình đi, mình giữ giá để mốt má chồng mình cưới mình đi vàng nhiều hơn. Rồi cái lúc mà tỏ tình với cổ, cái lúc cầu hôn với cổ có lãng mạn không? Lúc cầu hôn thì con thấy cũng lãng mạn. Con làm sao lúc cầu hôn con làm sao? Dạ con có thông đồng với em vợ của con nữa. Thông đồng? Sao? Dạ bí mật. Đãi vợ con đi ăn nhà hàng, con mới vô trong phòng vệ sinh thay đồ. Thay đồ lên đồ diện lên. Dạ giờ con kéo bong bóng đồ với bông hoa với nhẫn con tặng cho vợ con. Là kéo từ nhà vệ sinh kéo ra đó. Giấu mà. Giấu trong cổng mà. Rồi sao? Dạ. Con kêu nhà hàng chỉnh cái nhạc nào mà chiêu chiêu xíu. Vậy như nhạc cha gì đó. Bữa đó hết nhạc. Hết nhạc. Cái con phải thế cái nhạc vui vui vô đỡ rồi cái
con mới quỳ xuống cầu hôn vợ con. Dạ. Con linh cảm con không biết là đang làm vụ án gì, nhưng mà con phải diễn để cho ông này cái niềm vui cho ông vậy. Như là bất ngờ. Cái nhà hàng đó rất là nhiều người, rồi mấy người đó người ta nhìn quá trời luôn. Ông này mới nói là em cứ đồng ý lấy anh không, mà em trả lời lẹ đi, anh nhục quá. Em trả lời lẹ đi, anh nhục quá. Cái con thấy vậy, anh đợi em xíu. Dán ngay. Cái ông giật tay con, ông đeo cho con. Giận đó hả? Dạ. Ủa lúc đó ông mở nhạc gì con nhớ không? Ông mở cái nhạc gì mà con cũng không nghe nữa. Mà nói chung là cái không khí nó không phải giống như là lãng mạn như tụi con tưởng tượng. Nhạc quật nó hơi lãng xẹt xíu. Không vậy cũng vui dễ thương. Nếu vậy thì mình sẽ lấy cái thời điểm là lúc mà sống thử đi, con mới phát hiện Đăng Hân nó có những tật xấu gì. Trong lúc mà làm việc á, làm việc gì thì bà hay quạo lắm. Hay nóng tính, la người này quát người kia. Dạ, nhưng còn bình thường thì dễ thương, hiền lành. Rồi có quát con không? Dạ, bữa đó thì có luôn. Gì nữa? Con cũng không thấy gì xấu. Vậy giờ con muốn vợ con thay đổi gì không? Dạ, cứ vậy. Con chỉ mong là lúc nào cũng yêu thương con nhiều hơn. Rồi giờ tới con đó Hân, chồng có thật xấu gì không? Dạ, chồng con á, trong 1000 điểm tốt thì cũng có 100 điểm xấu. Thì ngoài những cái việc mà như là phải dơ, bê bối, thì chồng con rất là thích xem hoạt hình. Chồng con có một cái điểm là đi ra đường chạy xe, trong lúc chạy xe thì chồng con hay nói con quạo, nhưng mà chồng con ấy chạy xe là quạo. Thấy cái ông này chạy xe, sao ông này chạy xe ẩu quá vậy? Ông có biết chạy xe không? Hay sân si trên đường phố. Dạ đúng rồi. Hay sân si với những người tham gia giao thông. Nhưng mà đó là do bệnh nghề nghiệp á. Kiểu như nhiều khi chạy không đúng luật á. Tụi con mong muốn chồng thay đổi gì? Con hy vọng chồng con á là chú ý về sức khỏe một xíu. Chứ cái lúc thời điểm con quen con thì rất là dễ thương, rất là ốm. Nhưng mà bây giờ thì hơi phì, tập thể dục để giảm cân. Hay quá, gặp vợ chồng này vui quá. Cảm ơn hai vợ chồng. Đầu năm mà các con đã mang đến một cái không khí, một cái không khí nó rất là vui nhộn trong cái chương trình Vợ Chồng Son. Và hy vọng rằng là những cặp vợ chồng tiếp theo, trong những tuần tiếp theo cũng sẽ mang thật là nhiều những câu chuyện mà nó vui tươi và nó tràn đầy năng lượng và tràn đầy yêu thương như cặp vợ chồng con mở hàng. Dạ, dạ. Đến với chương trình Vợ Chồng Son thì không biết là các con có điều gì bí mật muốn dành cho người bạn đời của mình không? Thì có câu chuyện con chia sẻ là chỉ vì cái hung hai cái thôi mà chồng con bây giờ có cái sẹo trên tay suốt cuộc đời. Thì trước mặt rất là cô chú cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi Vợ Chồng Son thì con sẽ hung lại chồng con hai cái. Ôi trời, ôi dễ thương quá, hung đi, hung đi. Rồi. Rồi, ok. Rồi, xin chúc cho hai vợ chồng con làm ăn phát tài, tất cả mọi việc đều như ý. Và riêng con trong ngành, chú chúc cho con thăng quan tiến chức và mọi việc thuận lợi như ý. Dạ. Và sức khỏe nha. Dạ, rồi. Cô thì cô chúc con phải hết sức cẩn thận trong cái công việc. Dạ. Hai cặp vợ chồng trẻ, chàng Vũ Công tên Quyền. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện tình yêu của một cặp vợ chồng đến với chương trình Vợ Chồng Son kỳ này. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay đón chào họ. Bây giờ trước khi hỏi tên tuổi nghe, thì là cho anh biết coi vì lý do tại sao các em xuất hiện trong chương trình này và trên tay cô dâu lại có hai quyển sách như vậy. Dạ, vâng ạ. Em xin giới thiệu, em là Lưu Quý Hương. Hiện nay thì em công tác ở nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam với vai trò là MC, ca sĩ. Và em có công ty riêng về lĩnh vực tâm lý tình cảm. Chồng em là một người yêu thích chương trình Vợ Chồng Son từ rất là lâu rồi. Và cái ước mơ của anh ấy đó là được một lần ngồi trên chương trình này để nói về cái câu chuyện của vợ chồng, trong giấc mơ của anh ấy. Và hôm nay em có mang một món quà là cuốn sách của em để dành tặng cho hai anh chị ạ. Rồi. Sách của Hương hả? Dạ vâng ạ. Rồi chị cảm ơn. Đây, trời đấy ơi, nghe mà nó vừa xúc động mà nó vừa tuyệt chiêu, tuyệt chiêu sống và yêu. Rồi hay quá. Dành cho phái đẹp. Cảm ơn em đã thấy được cái đẹp ở trong anh. Là sao? Dành cho phái đẹp, chị đọc đi. Cái này là về chị đưa cho vợ em. Đúng rồi. Đúng đó. Một cái sự tế nhị như vậy mà em nghĩ sao lại em lại nói là em là phái đẹp vậy?
em có vợ không? Em có. Ừ thì em về em tặng vợ. Tặng vợ anh đúng không? Anh tặng. Nhưng mà anh đọc được không? Anh cũng đọc được mà vợ anh đọc cái cuốn này anh yêu vợ anh hơn đó. Đấy. Ok. Anh sẽ đọc, anh sẽ nghiền ngẫm nha. Thôi đó, anh nói là anh vừa xúc động và vừa là ấm áp là bởi vì rất là cảm ơn em đã yêu thích chương trình Vợ Chồng Son. Và ngày hôm nay em biết cái cảm giác em như thế nào khi mà em đã ngồi được trên chiếc ghế của chương trình này. Dạ. Và trước tiên em gửi lời chào đến anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Ra là em cũng đang rất là hồi hộp vì em tên là Nguyễn Khánh Toàn, em năm nay 33 tuổi, em hiện đang sống ở Đức. Thì em rất là hay xem chương trình Vợ Chồng Son và em rất là hâm mộ anh chị. Đây vẫn còn đang cảm giác rất là bồi hồi. Chị hỏi là em thích cái chương trình này từ lúc nào? Bao nhiêu năm rồi? Chắc là cũng phải 3-4 năm đấy. Cái cơ duyên nào mà em biết đến chương trình này? Thì khi mà em làm việc xong, mỗi lần làm việc xong thì buổi tối về rồi ăn cơm nghỉ ngơi là em thường bật kênh YouTube lên em xem cái kênh YouTube của chương trình Vợ Chồng Son. Xem nhiều số về, em rất thích nghe những câu chuyện tình yêu thì nó truyền cảm hứng cho em. Và hai anh chị dẫn chương trình rất là dí dỏm và vui. Cảm ơn em. Em thích chị hơn hay là thích anh hơn? Dạ em rất thích anh nhưng em thích chị nhất. Đó hay quá đó. Người Đức người ta trả lời như vậy đó. Đúng, nó phải thẳng thắn như vậy mà đàn ông người ta trả lời như vậy đó. Đúng vậy. Em phải thích chị Hồng hơn nhất nghe chưa đó. Phải là nhất anh nhỉ. Em ở Đức nhưng mà là hiện tại là em đang về Việt Nam em công tác hay sao? Dạ em hiện đang ở thành phố Munich ạ. Và Munich dạ hiện tại Munich là Bayern Munich. Munich đúng rồi, nó có một cái tên Munich nhưng nó còn tên gì nữa ta? München. München đúng không? Đó, đó đội bóng Bayern Munich. Em ơi đẹp lắm, chị có tới đó rồi. Dạ. Tại vì chị hay diễn bên đó lắm. Dạ. Mà hồi đó cơ. Lâu lắm rồi chưa được đi châu Âu đó. Sắp mở cửa đi được hết rồi. Nha. Rồi. Ủa nhưng mà nè, em về đây là em công tác hay là như thế nào? Thì đợt mà em về công tác thì là cái đợt mà em quen vợ em. Còn hiện tại là em về là em lấy phép của công ty ngày nghỉ phép của năm 2022 để em về em làm giấy tờ đưa vợ con em sang bên Đức. Và vì sao em lại đến với chương trình Vợ Chồng Son này? Em cũng nghe nhiều câu chuyện tình yêu, cũng xem được nhiều câu chuyện tình yêu của chương trình. Và em cũng muốn chia sẻ câu chuyện tình yêu của riêng bọn em. Hai vợ chồng em đúng không? Ô Hương ơi, vậy là bây giờ lần này em có đi sau đây là em có đi với chồng luôn không? Hay là lại yêu xa một thời gian nữa rồi mới đi? Em vẫn còn phải chờ giấy tờ. Bởi vì là giấy tờ còn rất là nhiều những thủ tục vì em lại là mẹ đơn thân. Xong rồi em cũng còn nhà cửa rồi còn công ty của em ở Việt Nam em cần phải thu xếp. Sau đó thì anh sang trước và em sang sau. Vậy thì em yêu xa cũng thời gian khá lâu. Dạ vâng ạ. Nói nghe nè, lúc mà 3-4 năm trước là em xem vì Vợ Chồng Son, vậy thì cái cột mốc 3-4 năm trước là em đã quen Hương chưa? Em quen Hương là cuối năm 2019. Thì mới đây 3 năm. Xí bây giờ mình để Hương giới thiệu đi đã nè. Mình em mới có chồng giới thiệu thôi. Hương giới thiệu rồi. Không, Hương chưa giới thiệu rõ. Hương nè, Hương phải giới thiệu đúng cái phần mát của mình cơ. Hơn tuổi, nghề nghiệp, công tác đó. Vâng ạ, em làm MC, diễn viên của nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam. Cái đợt vừa rồi thì chị Hồng Vân cũng ra ngoài nhà hát của em để thi chương trình kịch toàn quốc. Đúng rồi, đúng rồi. Nói toàn quốc. Và em có một công ty riêng làm việc về lĩnh vực tư vấn tâm lý tình cảm và thương mại. Và em thì bây giờ đang ở Hà Nội. Em có một con trai. Năm nay em 34 tuổi ạ. 34 tuổi. Dạ. Toàn bao nhiêu tuổi Toàn? Dạ em 33. 33. Đó. Rồi đó, bây giờ mới là hồi hộp về cái cơ duyên mà hai bạn này đó. Sao mà biết nhau nhỉ? Lần đầu tiên mà các bạn biết nhau đó là ở đâu? Quen nhau ở đâu? Và lần đầu tiên gặp mặt nhau thì Toàn ấn tượng như về Hương và ngược lại. Em biết anh Toàn qua một cái buổi workshop dạy nhảy miễn phí của người yêu cũ anh. Người yêu cũ anh. Thì người yêu cũ của em thì bọn em tìm hiểu nhau một khoảng thời gian rồi bọn em không yêu nhau nữa. Thì bạn em nói là có một buổi workshop của một dancer từ Đức về dạy bachata. Thì em thích cái bộ môn nhảy này. Thế là em mà lại nghe thấy là nhảy miễn phí, học miễn phí thì em đến luôn. Thế là em đến thì em đến thì em thấy bạn này đi với một cô khác rồi. Thế là em cũng chỉ đến học nhảy bình thường thôi ạ. Một người khác nhảy còn Toàn là đi bạn kia đến để học nhảy luôn.
anh Toàn đến dạy ạ. Toàn là workshop, toàn là toàn là người hướng dẫn luôn. À, em giới thiệu qua. Chưa có nói về nghề nghiệp ạ. Chị không biết. Chưa nói công việc. Chưa nói nghề nghiệp. À, em nghề nghiệp chính của em thì em làm chuyên viên phát triển phần mềm Robotic Process Automation, tức là tự động hóa trong doanh nghiệp ở bên Đức, trong một công ty cũng ở München luôn, Munich. Còn đâu cuối tuần thì em thường tổ chức những cái hoạt động nhảy nhót vui chơi cho cộng đồng người Việt ở München. Và sau đấy thì em thường thì em có thói quen là em ra ngồi quán cà phê, em làm việc, em chỉ cái laptop với cả tầm mạng em làm được việc rồi. Thì vợ em lại lúc đấy lại biết cái ngành của em nó khá là lạ, và muốn tìm hiểu thêm xem. Vợ em có cái tính cách rất hay là rất ham học hỏi, và lúc đấy là cũng là có muốn mở công ty rồi, nên là tìm hiểu rất nhiều thứ, những gì mà có thể giúp cho doanh nghiệp là vợ em muốn học hỏi. Tức là lúc đấy là muốn gặp em với không phải tư cách là vì thích nhau hay là có tình cảm nam nữ gì cả, mà đơn giản chỉ là muốn trao đổi để em học hỏi thôi. Rồi sau đó mình có trò chuyện gì ngoài cái việc là tình cảm riêng tư không? Em không? Hỏi bạn Hương, em phải hỏi bạn Hương. Thế thì sau lần thứ làm việc về công việc lần thứ mấy á, sau khi làm công việc thì em có một cảm giác lạ, nó khác về công việc đối với bạn, đối với bạn Toàn? Thì em khi mà em là một người em hoạt động nghệ thuật á, rất là bay nhảy, xong rồi em lại học về lĩnh vực tâm lý nữa, thì cho nên là những cái công nghệ thông tin, những cái thứ đó em không biết. Thế cho nên là một người nào đó nói với em là họ biết cái thứ đó, là em rất muốn hỏi để em học, để em tìm hiểu về nó. Thì em chủ động hỏi bạn ấy là hôm nay bạn chia sẻ với tớ về cái tớ với bạn, bởi vì là thật ra thì người yêu cũ em kém em một tuổi. Thế cho em, đối với em thì bạn này vẫn nhỏ tuổi hơn em, và em sẽ không thích đàn ông nhỏ tuổi hơn em nữa. Thế là em chỉ hỏi, mà bạn ấy rất là nhiệt thành. Thì cái hôm đấy là em phải đi training, dạy đào tạo người mẫu cho công ty Samsung. Thì nó rất là xa, thì em nói là tớ có khoảng hơn một tiếng ngồi nói chuyện với cậu về cái việc này. Thì khi đến ngồi nói chuyện thì mày nói chuyện quá, thì là em rất là ấn tượng với cái mùi nước hoa của bạn ấy. Em rất là ấn tượng với cái mùi nước hoa của bạn ấy, thì là em cũng hỏi, không biết, em tưởng là cái mùi nước hoa đấy của một người khác dùng. Thế em này, cậu cũng biết cái mùi nước hoa này cái người kia là cái mùi nào không? Thế đến một hồi rồi thì quay, thế bạn kia bạn đi thì vẫn còn mùi, thế là em mới quay ra, ô, nên cái mùi của cậu đó. Thế sau đó thì là xong rồi đến lúc mà em phải về rồi, em phải đi làm rồi, thì bạn ấy bảo là đợi tớ một tí, để tớ ở chỗ cái này nó có cái bánh mì. Thì em tưởng là ở cái dưới quán cà phê nó có bánh mì, hóa ra bạn phải chạy rất xa, bạn mua cái bánh mì cho vào trong túi đưa cho em, cho em mang lên xe ô tô để em đi em ăn. Thì em sau đó thì em lại thấy là bạn đi bộ về nhà, và em nhìn thấy là một người đàn ông, bạn này rất là lịch thiệp mà lại biết quan tâm. Mà em rất thích những quan tâm nhỏ như vậy, vì là thời điểm quen em thì có rất là nhiều đàn ông đến thì họ sẵn sàng đầu tư tiền bạc, nhưng em không nhận được cái sự đồng cảm, vì đặc biệt là em lại là mẹ đơn thân cho nên em cần những người đàn ông có thể quan tâm em những cái nhỏ như vậy. Nên là sau đó thì em có ấn tượng rất là tốt về bạn này. Bọn em nói chuyện với nhau rất là nhiều, bọn em phải nói chuyện với nhau liên tục đến cả hơn tháng. Bạn ấy còn đi Sài Gòn, đi nhiều nơi nói chuyện. Thì em chỉ coi bạn là một người bạn thôi, đến lúc thì tự không nói chuyện thì nhớ. Thế nhớ nhớ, sau đó thì em mới hỏi thẳng là cái cô mới đi cùng là như thế nào. Giờ mới hỏi đó. Vâng, em hỏi thẳng luôn, để nếu như mà em thấy còn lòng hoàng là em sẽ không dính dáng gì cả, nhưng bảo là chỉ là bạn bè thôi. Đó, thế thì em ok, vậy thì mình cho người đàn ông này một cơ hội. Nhưng mà Toàn có biết là Hương là mẹ đơn thân không? Thế em biết chứ ạ. Biết từ khi nào? Thì ngay từ lúc mà bạn em giới thiệu về Hương. Cho em xem Facebook rồi cũng nói chuyện, nói qua về Hương cũng có con rồi. Nhưng em mà chỉ... em thì là trai tân đúng không? Trai tân. Nhưng mà đơn thân là có dính líu gì tới cái người bạn, người yêu cũ không? Không. Hay là... Tức là em là có nhiều tổn thương lắm. Em yêu lúc 19 tuổi, sau đó đến năm 21 tuổi em có bầu, nhưng em không cưới, em nuôi con một mình. Và đối với cái cuộc tình của cái bạn mà trước khi quen anh Toàn ấy, thì là em cũng buồn rất là nhiều rồi. Cho nên là gần như là em đóng lòng mình lại. Và đó chính là cái câu chuyện đó, là chính là lý do mà em thất tình nhiều quá. Em muốn trở thành một chuyên gia tâm lý tình cảm vì như vậy. Thế thì là bọn em trao đổi nói chuyện nhiều với nhau, nhưng mà anh Toàn lại có, sau khi mà nói chuyện em thì anh ấy có một cái điểm chung là mẹ của anh cũng là mẹ đơn thân. Mẹ anh ấy một mình nuôi anh ấy và em gái anh ấy du học Đức, mà chỉ bán xôi thôi. Thì em nhìn là người đàn ông này cũng có một cái ấu thơ giống con trai của mình. Và anh ấy sẽ hiểu cái cảm giác của một đứa trẻ khi thiếu bố, và anh ấy sẽ hiểu cái cả cái nỗi khổ của một người mẹ khi phải một mình nuôi con như thế nào. Thì em nhìn thấy cái sự đồng cảm, và em muốn cho anh ấy một cơ hội.
nhưng mà em vẫn phải xem là cái người đàn ông này sẽ có những hành xử như thế nào. Em vẫn âm thầm quan sát rồi nhìn cái cách anh đối xử với mẹ của anh ấy, nhìn cách anh đối xử với những người xung quanh, và bắt đầu em để cho anh ấy tiếp xúc dần với con trai của em xem như thế nào. Thì qua quá trình tiếp xúc thì em thấy là anh là một người đàn ông mà em chờ từ rất lâu rồi. Hay quá. Đã đến rồi, đúng không? Nhưng mà có bao giờ em tâm sự với con trai em về Toàn không? Em hỏi con thấy chú Toàn sao, hay là bố Toàn sao, hay là bác Toàn sao? Dạ. Em có hỏi con trai em không? Bọn em thì Khang vẫn gọi là chú, và bọn em rất là tôn trọng con vì điều đấy. Em rất yêu con này. Đối với em thì những cái người mà trước đây quen á, em sẽ nhìn cách họ đối xử với con em. Chỉ cần họ có một cái, có nhiều người là họ lấy lòng em bằng cách lấy lòng con em nhìn em biết luôn. Đấy, cho nên là em bị tổn thương, mà em không muốn những cái mối tình của em nó làm tổn thương con của em. Cho nên em quan sát rất là kỹ và em hay nói chuyện với con em, bởi vì là đi ra ngoài đường hỏi già, về nhà hỏi trẻ, để xem là con em thì nó rất là rõ ràng, nó không quen nịnh phỉnh ai cả, ai nó ghét hay nó yêu là nó thì rất là rõ ràng. Thì con em nói là rất là thích chú, bởi vì là khi mà mới quen á thì nhà em là có hai mẹ con ở với nhau, thì có những cái thứ đồ đạc ở trong nhà nó bị hỏng, và ví dụ như nó hỏng hẳn đi mình thay mới, nhưng mà đây nó cứ hỏng cái nhỏ á. Ví dụ như là cái núm cửa đó, em cứ mở cửa ra một cái, em bước vào trong nhà, em đóng cửa một cái là cái núm cửa nó rơi ra, là không mở cửa được ra nữa. Thì nó hỏng cả đến hơn năm trời rồi mà không có ai sửa cho em, mà em cũng không biết tìm ai sửa cả. Thì là khi mà quen anh Toàn thì là, mà nhà em thì lại chung cư cao cấp, không có ai được tự vào đâu, mà muốn vào trong nhà em là phải có sự cho phép của em, bảo vệ mới cho lên. Thế mà nhà em ở tầng 22, nhưng mà hôm đấy em vẫn đang ngủ, em hay ngủ muộn lắm bởi vì em làm việc về khuya mà. Thì sáng 10 giờ sáng em đang nghe tiếng cạch 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 cạch, xong rồi nhìn mặt ra thấy con trai mình đang dí dủ với anh Toàn sửa cửa, sửa bồn cầu. Dễ thương không? Em chóng mặt, em bảo cái anh chàng Việt Kiều này kỳ lạ ta, sao lại biết làm vào mấy cái việc này. Thế bắt đầu em lại càng ấn tượng hơn. Thế xong rồi ngày rằm mùng 1 em mang xôi với lại hoa ngũ sắc đến nhà em để thắp hương bàn thờ. Em giật mình, người đó người lạ ta, nhìn chơi bời như thế này, xong bắt đầu lại Việt Kiều như thế này, xong rồi cũng hay ho mà lại có thể làm được những cái việc đó. Thì em lại đặt một câu hỏi là cái người mẹ của anh ấy đang giáo dục anh ấy như thế nào. Vâng, bởi vì em làm em khi mà em chơi là quen ai em sẽ quan sát rất kỹ họ, thì em thấy rằng là người đàn ông này đã được giáo dục rất kỹ từ người mẹ rồi. Như vậy là anh ấy đã ghi điểm tuyệt đối cho mặt em lúc đó rồi. Nhưng mà lúc đó không, là bây giờ chị lại muốn hỏi Toàn một chút xíu. Đã. Em có thể nói một chút xíu cảm nhận ngay bây giờ cái tình cảm của em với con của Hương. Em cả bé Khang là con của Hương, thì em cả Khang vẫn gọi nhau là chú cháu. Thì nó không làm bớt đi cái tình cảm nếu mà thay vì gọi nhau là bố con. Bởi vì là đối với em, Khang cũng là một người bạn và là người mà vợ em yêu. Chứ em không nhìn Khang như là gánh nặng hay là bắt buộc là phải đối xử với con. Mà em, kể cả vợ em cũng thấy gia đình em đồng hành với cả con trai là giống như là một người bạn. Và luôn luôn là hỗ trợ nhưng mà khuyến khích, không bao giờ là áp đặt gì cả. Đấy, tức là nhà em giống như một ngôi nhà đó, em là mái, chồng em là cột, con em là sàn nhà. Là bây giờ được bao nhiêu năm rồi hai chú cháu đồng hành với nhau là từ cuối năm 2019 đấy luôn. Thì cũng được may cái là khi mà hai chú cháu gặp gỡ nói chuyện với nhau thì cô bé rất là thông minh. Lúc là Khang là mấy tuổi ta? Năm nay là Khang 14 tuổi rồi. Ồ, lớn rồi. Đó, như vậy nhưng mà cái lúc mà gặp Toàn á là Khang con 10, bé. Dạ, có 10 tuổi. 10 tuổi đúng không? Nhưng mà đến bao lâu thì các em mới chính thức là quen nhau? Thì em đợt đấy em về là khách hàng ở Singapore, xong em về công tác thì cũng là phải quay lại ngay về đầu năm 2020. Thế là giữa khi mà qua năm mới thì mình sẽ có cái ngày nghỉ phép mới. Thì lúc đấy em cũng phân vân là em xem lại cảm xúc của mình với cô này. Thì em tín hiệu em nhận từ cô này em cũng theo đuổi nhiều, nhưng mà tín hiệu nhận từ cô này lại không nhiều. Em liều em hỏi thẳng luôn. Không, lúc đó là đã sửa cửa, như là sửa cầu cửa chưa? rồi đem mà vẫn chưa có tín hiệu gì hết. Không tín hiệu nhiều. Có nhưng mà không nhiều. Không nhiều đúng không? Nhiều. Mình cũng cảm thấy là gì trước đó, đấy cứ... trước đấy em khá là quen được phụ nữ quan tâm và phụ nữ chủ động tấn công em. Mà cô này thì chưa có. Thế là một phần là cái bạn mà léo đéo theo em kia là em coi như là một cái đuôi của em và em quen với việc đó rồi. Bởi vì là cái môi trường của em là khi mà sau khi đi nhảy nhót các thứ là động chạm nhiều rồi, nhảy rất là quyến rũ rồi,
khêu gợi đi luôn. Đấy thì là cái việc mà em có nhiều bạn nữ mà hâm mộ, chủ động hấp dẫn giới tính, hấp dẫn giới tính là không nhiều và em quen mà. Tức là em bị chiều hư đấy. Thì em lại không nhận được gì nhiều từ cô này. Thế lúc em mới thắc mắc, em hỏi thẳng luôn. Thế bây giờ cậu tình cảm của cậu đối với tớ thì như thế nào? Cậu nói cho tớ biết để tớ còn quyết định là có tiếp tục ở lại Việt Nam nữa hay không, để xin nó nghỉ phép nữa hay không, bởi vì là khách hàng tớ cũng làm xong cái dự án đấy rồi, tớ phải quay lại Đức nữa. Nó tận thắng luôn đó. Rung động, em có rung động rồi. Thế nhưng mà cũng vẫn còn đang bối rối. Thế nào? Bạn ấy hỏi em là cậu có thể là lý do để tớ ở lại Việt Nam một tháng nữa không? Thì em thấy còn trẻ, em có tình cảm, em có ấn tượng rất là tốt, còn trẻ. Với thứ hai nữa là em cũng chưa biết nhiều về bạn này, và có một cái điều em không thích, đó là em đã phát triển sự nghiệp của em ở Việt Nam rồi, và ở cái tuổi này rồi, bây giờ mà quen một người bên nước ngoài ở xa nhau, xong rồi lại em lại phải sang bên đó là điều em không muốn. Có rất là nhiều người đề nghị em đi nước ngoài nhưng mà không đi. Thế thì cho nên là khi mà bạn nói như vậy thì em chỉ cười, em chỉ nói rằng là nếu mà cậu ở lại Việt Nam thì bọn mình đi chơi, thế thôi, chứ em cũng không nói gì hơn, vì em cũng muốn xem là người đàn ông này sẽ thể hiện như thế nào nữa. Và sau đó thì là đến kể từ lúc đó đến bao lâu thì hai bạn lại là chính thức yêu nhau, chính thức là của nhau? Kể từ lúc đó thì đến lúc mà em đã quyết định là em sẽ xin nghỉ phép lại thêm 2 tuần nữa để ở lại đi chơi với bạn này vào năm 2020. Thì sau đó là dịch diễn ra, dịch Covid bắt đầu xảy ra thì em lại phải quay lại Đức. Thì lúc đó cái cảm giác rung động của em đối với bạn này nó vẫn chưa thực sự là đủ lớn để mà em gắn bó với cả người phụ nữ này. Thế nhưng mà em cũng quay lại những cái gọi là trước khi quen vợ em này, cũng có là gọi là friend benefit với cả một người phụ nữ Đức đã có 2 con rồi. Hơn bao nhiêu tuổi đã? Hơn con em tầm 3-4 tuổi gì đấy. Có năng khiếu làm phi công chị ạ? thế nhưng mà cũng so với những người phụ nữ khác mà em đã quen thì vợ em rất là đặc biệt. Em thấy những cái tố chất đấy và em nghĩ là kiểu sống chết thế nào mình cũng sẽ phải về lần nữa. Đấy, em đã lại xin những cái ngày nghỉ phép của công ty, xong rồi là tranh thủ những cái lúc nào mà có dự án ở Đông Nam Á này là em cũng xin về. Và tổng cộng từ đó đến giờ, do dịch là mình phải cách ly, trước cái thời điểm mà nó xóa bỏ cách ly từ người nước ngoài về rồi thì em phải đi cách ly 3 lần. Và bạn em cũng gọi đùa em là đại sứ cách ly luôn, tức là ba miền, là miền Nam cũng đi cách ly rồi, miền Bắc thì em đi cách ly ở Hải Dương, cái lần cách ly thứ hai là ở Cần Thơ, lần cách ly thứ ba thì ở Nha Trang. Mà cái lần ở Nha Trang nó còn chả còn chuyến bay nào nó về lại Hà Nội nữa, là em phải đi xe khách từ Nha Trang ra Hà Nội. Hơn 2.000 cây ha. Mệt nói chung là. Rồi cái đợt mà các bạn em thì ở Đức, còn em thì ở Hà Nội, yêu xa như vậy thì nó có những cái khó khăn, có những cái trở ngại gì không? Thì chắc chắn là những cái mà ngày lễ, ngày Tết rồi những cái dịp mà dành cho nhau thì bọn em đều một mình. Chồng em rất là tủi thân, em thì hay động viên. Còn đối với em thì em đã một mình từ rất lâu rồi. Và em có đam mê, bởi vì cái thời điểm mà khi em quen này em đang tập trung cho cái lĩnh vực tâm lý để trở thành master. Em học nhiều lắm, rồi em lại còn tập trung viết sách. Là em vào cuối năm 2020 là em ra mắt cuốn sách. Tức là em có rất là nhiều việc em phải làm, cho nên là em muốn tập trung và em làm tốt bản thân của mình. Và đặc biệt là sau nhiều cuộc tình em đã bị tổn thương rồi, em cũng đã yêu hết mình, và những người đến với em thì ban đầu họ cũng nồng nhiệt lắm, nhưng mà sau một khoảng thời gian thì họ lại nhạt đi. Thế cho nên là em vẫn cứ yêu bọn em, vẫn cứ động viên nhau. Thế nhưng mà em chỉ biết rằng là em sẽ ra dành tình cảm cho anh ấy một cách chân thành thôi. Thế còn đâu những cái chuyện mà phải vượt qua thì anh cũng đã sống một mình nhiều năm rồi. Còn em cũng như vậy, nếu như có thể vượt qua được mà có thể thì hòa hợp được với nhau thì nó sẽ tốt. Còn nếu không thì coi như là một thử thách. Còn mẹ của em thì đón nhận cái tình yêu của em với Hương như thế nào? Ban đầu thì mẹ của em cũng xuất phát từ cái tình yêu cho em nó lớn thôi. Thì là cũng muốn lo cho, cũng đề cao con trai là giai tân, rồi học ở nước ngoài, công việc ổn định, rồi mà lại đi yêu gái một con mà lại trong showbiz. Mẹ em thì mẹ em lúc đầu cũng phản đối, và cả gia đình của em nữa luôn. Đã đến bạn cái mức như mà thế nào bị đuổi ra ngoài đường luôn rồi. Mẹ em đã đóng đồ trong vali rồi đem đến tận nhà. Mẹ ở Việt Nam hay mẹ ở Đức? Mẹ em ở Việt Nam ạ. Ở Việt Nam. Ồ, vậy đó hả? Đã đóng đồ vào vali để chuẩn bị đuổi đi rồi đấy. Nhưng mà rồi sao nào? Xong rồi thì em nghĩ là em sẽ thể hiện cho mẹ em biết là em yêu vợ em, và nhờ vợ em mà em phát triển bản thân, em thành một con người tốt hơn. Và sau khi mẹ em đã nhìn thấy được cái điều đó
thấy con mình trưởng thành nhờ có người phụ nữ này, thì mẹ em lại quay ra lại rất là yêu Hương và yêu con trai của tụi em. Vậy thì hay quá, có nghĩa là bây giờ tụi em chưa có con mới đúng không? Chưa đúng không? Bây giờ là hai đứa vẫn đang gọi là chăm bón cho cái mầm non mà đang có là bé Khang hả bé? Dạ đúng rồi, bé Khang. Mà giờ bà nội cũng rất là yêu bé Khang luôn. Dạ, vâng ạ. Thì cái bà nội đã có cháu ngoại chưa? Chưa. Anh còn là con trai lớn ạ. Thì đó thì chị mới hỏi là bây giờ em gái của em là chưa có gia đình. Em gái em kém em tận 10 tuổi cơ, vẫn còn đang đi học. Vậy quá đó trẻ. Hả? Vậy là mẹ cũng còn trẻ hả? Không, nhưng mà bây giờ tới cái phần của Hương á, cái khoảng thời gian mà khi mà em biết được việc mà Toàn mà bị mẹ đuổi đi như vậy đó, thì lúc đó em có hiểu được cái tâm lý và hiểu được cái hoàn cảnh của Toàn. Thì em khi mà mẹ anh ấy, em đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, thì em đã nhiều lần bị như vậy trong những cuộc tình trước rồi. Thế nhưng mà sau này thì khi mà em cân bằng rồi và em có kiến thức về tâm lý, thì em đặt em vào vị trí của mẹ, thì một người mẹ yêu con mình và nuôi con một mình thì luôn luôn mong con mình những điều tốt đẹp thôi. Thì những cái phản ứng của mẹ là một phản ứng rất là bình thường của một người mẹ, và em nói với anh Toàn là những phản ứng của mẹ là em rất là hiểu. Và nếu như em là mẹ em cũng như vậy, cho con mình đi ăn học xong rồi có bao nhiêu dành hết cho con mình, tự yên về Việt Nam, mà ở nhà là họ hàng làm mối cho Toàn, những cô phải là hợp tuổi, ví dụ 94, 96 á là hợp tuổi rồi xinh đẹp rồi cũng có học thức trẻ trung đấy, thì đang làm mối cho rất nhiều cô. Em còn bảo anh Toàn là cứ nghe lời mẹ đi, gặp các cô ấy đi. Đấy, thế nhưng mà bởi vì em hiểu những tâm lý của mẹ cho nên em có buồn một chút, nhưng mà em không đặt không nặng. Tự ái em không đặt nặng bởi em hiểu cái điều đó. Em hiểu mẹ anh ấy được quyền như vậy. Tuy nhiên thì em nói với mẹ là em hiểu tại sao mẹ như vậy, nhưng mà những cái nỗi lo của mẹ nó sẽ không đến với em. Vì mẹ em sợ rằng là em lợi dụng anh ấy này, rồi anh ấy sẽ khổ khi quen em này. Nói chung là mẹ thì lo như vậy. Nhưng mà em nói là em không phải là như vậy. Tức là em gặp mẹ luôn. Em có gặp mẹ em thuyết phục không? Không, em không làm như vậy. Em tôn trọng bác. Bởi vì nếu như em càng đon đả, em càng cố gắng làm hòa, thì nó sẽ dẫn ra hai cái xu hướng. Cái xu hướng thứ nhất đó là bác ấy sẽ hiểu ngại em đó, sang một cái nghĩa khía cạnh khác. Bác sẽ hiểu. Tức là bác ấy sẽ, ví dụ như em sẽ thay đổi mình, em sẽ trở thành một cái cô gái mà nghe lời hay cố gắng thể hiện là bác ơi con xứng đáng là con dâu của bác như này. Thì nếu mà làm như vậy thì sau này nó sẽ không có tốt. Đấy, còn nếu mà em chỉ quan tâm đủ thôi, những cái kết nối có thể chia sẻ như là ngày lễ, ngày Tết, hoặc là những cái việc gì mà khi mà anh Toàn ở xa không lo được cho mẹ thì em thay anh Toàn làm. Đấy, tuy nhiên thì em muốn để cho cái tình cảm của bác nó phát triển dần dần. Bởi vì em tin rằng em là một cô gái tốt, và em cũng chủ động cuộc sống của mình rồi, em rất là tự tin. Và điều thật ra đối với em, cái điều quan trọng là con trai của mẹ lớn như thế nào rồi. Vì khi mà quen em thì anh Toàn vẫn còn rất là nhiều kỹ năng mà chưa trưởng thành. Thế nên là, nhưng mà em nói với mẹ rằng nếu như thực sự anh yêu em thì anh hãy thì mình cứ yêu nhau đi, bởi vì cái điều thực sự mà mẹ cần đó là cái cuộc sống hạnh phúc của con mình. Đúng rồi đó. Nhưng mà cái cột mốc nào làm cho mẹ em yêu mến bạn này? Giống như mưa dầm thấm lâu, nhưng mình không là mưa dầm thấm lâu chứ nó không có một cái sự kiện hay là một cột mốc nào cụ thể. Tức là mẹ anh Toàn nhìn anh Toàn yêu em. Thì thường thường là khi mà người ta sẽ nhìn cái cách mà người đàn ông yêu người phụ nữ, và người ta yêu dần dần thì anh Toàn anh yêu em, xong anh thay đổi, anh ấy trưởng thành hơn, anh ấy có trách nhiệm hơn, anh ấy biết chia sẻ, biết lắng nghe mẹ hơn. Thì em đều phải hướng dẫn anh ấy những cái cách để có thể kết nối được với mẹ, làm cho mẹ không buồn. Ok, như vậy thì chắc chắn là mẹ sẽ hoàn toàn là sẽ có tâm tình với em và sẽ chấp nhận thôi. Biết sao mà chị hỏi không? Tại vì nhân cái chuyện của em á, chị muốn chia sẻ một chút với những cái bạn mà ở trong cái hoàn cảnh như vậy, những cặp đôi mà các bạn ở trong hoàn cảnh như vậy. Như là bạn Hương mà nói một câu rất là hay, tức là cái người mẹ hoặc người cha sẽ nhìn vào cái cách yêu của con trai mình và cái gọi là cái sự hạnh phúc của con mình. Không phải cái cách cư xử và cái cách sống của con trai mình ở thời điểm đó, thì sẽ biết được là cái người phụ nữ khi tác động như thế nào đối với con mình. Thì là bật mí cho các bạn nam nè. Ví dụ cái thời điểm đó khi mà mẹ cấm cản mình đến với cái người con gái đó, thì khi cái nhận lại của mẹ là cái gì? Không phải là cái sự mà dằn vặt giận dỗi mẹ, hoặc là cấu gắt với mẹ, hay là đương đầu với mẹ với cha để mà bỏ đi này cái nọ, mà phải là sao? Tự nhiên thấy cái thời điểm đó con trai mình quan tâm mình hơn, biết lo cho mẹ, cho cha hơn, biết chia sẻ với mẹ, rồi tự nhiên thành một con người rất là tích cực trong mọi công việc và đối xử với mọi người xung quanh rất là nhân hậu.
thì tự nhiên mẹ sẽ có cách nhìn khác và thay đổi với cái người bạn gái của mình. Cho nên đó là một cái bí quyết cho cả người con gái và người con trai các bạn đối xử với nhau như thế nào để mà có thể chinh phục được phụ huynh. Đó thì thông qua câu chuyện của các bạn á, thì là muốn chia sẻ một chút cái điểm nhấn đó. Em có nhận không? Thì lúc đó nếu mà Toàn á, Hương lại cứ chì chiết với Toàn là anh phải chọn giữa mẹ với em. Mẹ là anh ở với ai, anh ở với em, không phải ở với mẹ đâu. Đó, rồi bắt đầu Toàn sẽ bị tiêu cực dần dần á. Rồi đó, anh nghĩ coi, mẹ mà cứ vậy làm sao em sống được? Thôi mình chia tay đi, ví dụ vậy là chết liền. Là Toàn sẽ tiêu cực với mẹ và lúc đó là mẹ sẽ cảm nhận được đúng vậy. Con bé này không mang năng lượng tích cực cho con trai mình. Đó, đó là cái kinh nghiệm đúng không em? Mà nãy Hương có nói là khi mà nhìn thấy Toàn trưởng thành hơn, tương đương hơn thì hoàn toàn là cái chuyện chấp nhận em là điều hiển nhiên rồi. Dạ, kể tốt thì nhau nhiều quá, bây giờ không biết có tật xấu gì không. Khoan khoan, bây giờ là các bạn đang ở xa nhau đúng không? Dạ vâng ạ. Vẫn yêu xa đó. Lấy nhau nhưng mà là vẫn yêu xa. Vậy bây giờ yêu xa như vậy thì đâu thể nào mà lòi những cái tật xấu ra. Có thấy không? Yêu xa vậy có thấy được tật xấu của nhau sau khi mà quyết định là đến với nhau không? Bọn em chân thành với nhau ngay từ đầu. Tức là bọn em sẽ cho nhau thấy những cái điểm mạnh và điểm yếu nhau tự đường trong quá trình hẹn hò rồi. Thế là những cái tật xấu. Mình nói điểm yếu đi, mình không có nói mình tật xấu. Cần là cần. Những điểm yếu, yếu, điểm yếu đó. Mà nó chưa mạnh đó. Thì em thì hơi bề bộn xíu. Không, em phải nói về Toàn, Toàn sẽ nói về em. Đây, một fan của vợ chồng Son. Chắc là em cũng biết là cái phần đặc sản của chương trình mình nó nằm ở đâu đúng không? Ngon lành nhất. Nhưng mà cái người biết, rồi thôi, bây giờ người biết rồi thì người nói trước đi. Bây giờ tật xấu đúng của rồi. Cô ấy là gì? Đúng rồi. Thì vợ em có một cái tật mà không đáng yêu lắm là rất nhiều quần áo, mà ca sĩ mà chị. Thì đi diễn này xong rồi váy với các thứ đẹp lắm nhưng mà nhiều vô kể. Mà em về em đã thấy nhiều thế mà lại không có đủ chỗ để, thì em đóng hẳn cho luôn hai cái dàn treo. Rất để treo được rất nhiều rồi, thế nhưng mà cái ghế để mà ngồi trang điểm ấy chất đống lên cao đến cả nửa mét luôn. Trong khi không cái, ngồi nguyên luôn hai cái dàn kia để mà treo quần áo thì không thích. Mà là cứ thích chất lên cái ghế ngồi đấy. Xong đến lúc mà đi ra ngoài thì lại phải lựa lập lên, lại cho lại vào. Xong rồi đi về lại chất đống lên. Đồ nhiều quá, đồ vô số kể. Chưa được ngăn nắp. Nếu mà nói về cái điểm yếu này là chưa được ngăn nắp lắm. Và chưa hợp lý lắm trong cái vấn đề gọi là bày biện cái không gian phòng ngủ, như phòng trang điểm. Chưa ngăn nắp cũng có thể gọi là điểm yếu đó. Chưa đáng yêu. Còn điểm nào chưa đáng yêu nữa? Cũng không hẳn chưa đáng yêu mà nó là cái thuộc về tính chất công việc của vợ em ạ. Bởi vì vợ em là thường là sẽ livestream và tư vấn, là sẽ đến làm công việc đến khá muộn, ít nhất là 11-12 giờ. Còn em lại rất thích là ngủ sớm dậy sớm. Em cái thời gian ở một mình bên Đức là toàn là 9-10 giờ đi ngủ, xong rồi 4:30-5 giờ sáng là đã dậy đi tập gym rồi về làm các công việc khác rồi. Thì em thấy làm như thế được nhiều việc hơn. Nhưng mà khi mà ở gần nhau rồi thì là em phải điều chỉnh rất là nhiều về cái thời gian biểu của em theo vợ em khá là mệt. Em thức đến 2 giờ sáng rồi em ngủ đến tận 2 giờ đêm 10 giờ sáng em mới dậy. Thì đương nhiên rồi, em thức khuya em phải ngủ bù chứ. Không thì cái này là theo chị là nó không phải là tật xấu đâu, bởi vì tính chất công việc của hai người. Sau này tụi em về chung một nhà, chung một nước thì tụi em sẽ tự điều tiết cái vấn đề này, không vấn đề gì. Rồi còn điểm nào nữa? Còn đâu, em thấy vợ em rất là hoàn hảo rồi. Không dám kể nhiều đâu. Không phải đâu chị. Không dám kể để nhiều. Hỏi bây giờ đang yêu xa mà kể nhiều rồi giận hờn rồi làm chính sao? Vì yêu xa em mới nhớ tới cái chuyện này, là không biết yêu xa thì cô ấy có ghen không? Tại vì em ở bình Đức, bình kia có tiếp xúc rất nhiều với các không biết Đức. Không tưởng tượng lúc nào đó. Lúc Hương nó ghen sao? Dạ, sao thì có ghen em, đấy em cũng tò mò không biết vợ em ghen như thế nào. Thế là em kể cho vợ em, thế là vợ em cho thử một lần xem cho biết lúc vợ ghen sẽ như thế nào. Rồi em chừa em không bao giờ dám. Sao kể đi Toàn, kể đi. Bởi vì là vợ em không ghen. Vợ em luôn thể hiện cái sự tin tưởng của em. Và bản thân là khi mà vợ em cũng là người trong giới khiêu vũ đi nhảy rồi thì cũng biết được là khi mà nhảy xong một bài là mình sẽ trở thành bạn bè với nhau, chứ không phải là nhảy lại yêu nhau. Đấy, thế nên là vợ em tin tưởng cái điều đó. Duy chỉ có một điều là vợ em cần em có nguyên tắc hơn khi mà tập tành cả những cái bạn nữ thôi. Tức là em với những bạn nữ bên châu Âu thì họ cũng rất là thoáng, thì tiện đâu là mình tập ở đâu đó thôi. Thì bạn này em tập với cả một bạn cũng là vũ sư, thì bọn em tập bài để biểu diễn cùng nhau.
thì chưa tìm được cái phòng tập nào nó gần chỗ bọn em cả, thì nhà bọn em lại gần nhau, thế là em qua nhà bạn đó để em tập. Thì thực ra em cũng sẽ nói cho vợ em, nhưng mà vợ em nói luôn một cái là anh cần có nguyên tắc là nam nữ là không tập với nhau ở trong một cái phòng riêng. Đấy, kể cả là bạn lâu năm hay là gì đấy, thì em cũng tôn trọng vợ em thôi. Nhưng mà em cũng lúc đấy cũng lại nói đùa, không biết là vợ mà ghen là sao nhỉ, tại vì anh chưa thấy vợ ghen bao giờ. Ủa, nhưng mà nè, có khi nào em lỡ phê tham cho chồng mà đúng lúc ổng đang dạy nhảy, tập nhảy cho một cô gái trong phòng? Chồng em thì luôn luôn kiểu muốn em an tâm ấy, cho nên là bất cứ lúc nào mà em muốn anh cũng sẵn sàng luôn. Nhưng mà em thì bận, và thứ hai nữa là em tôn trọng không gian riêng, vì bản thân em cũng cần tự do rất là nhiều. Và em rất là tin tưởng anh ấy, em rất là tin tưởng anh ấy, em ủng hộ anh ấy trong cái đam mê nhảy của anh ấy. Và đối với em thì nếu em đã tin như vậy mà không thấy cho em, không trao cho em cái niềm tin là em bỏ luôn ạ. Và em rất là rõ ràng luôn, bởi vì em đã tin là em tin đến chết. Nhưng mà khi đã em không tin thì không bao giờ em sống được với những người đó. Có nghĩa là vợ là không ghen, nhưng mà chỉ đề ra một số nguyên tắc bất di bất dịch. Thì làm sao mà ghen được? Ví dụ như là không được tập nhảy trong phòng riêng. Đúng rồi, nam nữ không được tập trong phòng kín nhà đó. Riêng. Nhưng mà nam nữ là không đi chơi riêng. Đó. Nhưng mà đó, kể từ lúc đó là em đâu có tập riêng rồi. Vâng, đi nhảy là trước khi, kể cả về Việt Nam mẹ hôm qua cũng vừa đi khiêu vũ là phải ra bảo vợ. À, vợ anh đi nhá, đây nhận anh đeo rồi nhá. Anh có một hôm đi nhảy, cái hôm đấy em suy luận ra là anh ấy đi nhảy xong anh về anh kể là anh ấy nhảy đẹp quá, xong cái cô Tây cô nhảy cô bảo toàn ấy mày yêu tao đi. Thế là em biết ngay là hôm đấy đi nhảy không đeo nhẫn. Em bảo đi nhảy có đeo nhẫn không? Thế xong bắt đầu là em xin lỗi anh quên, thế là thôi em không nói chuyện gì. Là hôm sau là phải đưa vào nguyên tắc luôn là đi nhảy là phải đeo nhẫn. Phải có đeo. Bước ra đường là phải đeo nhẫn. Em nhắc mấy lần rồi mà anh ấy sợ bị rơi mất nhẫn. Sợ tiếc cái viên đá này nó mất thì tiếc quá. Anh ấy cẩn thận. Nhưng mà em không nói gì luôn, bởi vì em thật ra khi mà em biết là khi mà em nói em sẽ nói rất ghê. Chị biết là MC rồi, nhưng em nói rất là đắt. Cô giáo tâm em lý. Nói rất là ghê, thế cho nên là em sẽ không nói gì cả. Và em cũng để cho anh cái khoảng thời gian để anh tự hiểu là cái điều của anh ấy làm với nó xảy ra cái điều như nào. Thì em không nói gì. Nhưng một lúc sau anh ấy gửi cái clip mà anh ấy cầm cái que anh ấy vụt vào chân anh ấy, nó tím xịu luôn. Thế này thì anh đánh vào người anh cho em thấy nè, thì anh xin lỗi vợ. Em nhìn em buồn cười. Nhưng như thế cho kinh chị ạ. Ở xa, lúc đó là đang ở xa đúng không? Hai đứa ở bên xa đây mà. Bên kia. Mà rồi giờ tới em đó. Thôi sẵn kể luôn. Sẵn kể luôn đó. Mặt xấu đó là quên mang nhẫn rồi. Khi đi làm việc hay đó. Quên những điều cần thiết để chứng minh mình là người đã có gia đình, đúng rồi, đúng rồi. Đó là một tật xấu đó. Đó, một tật xấu nữa là ăn quà vặt như mỏ khoét chị ạ. Ăn gì? Ăn quà vặt. Ăn vặt sung sướng lắm em. Ăn quà vặt rồi xin một đồng minh rồi. Trời ơi, đồng minh rồi. Đừng có cho chị ăn 3 bữa chính, cứ cho chị ăn 5-6 bữa vặt vặt đi. Anh cũng vậy, sung sướng lắm. Thế à? Anh ăn là thậm chí anh ăn bạn bỏ cơm được luôn. Thôi em một mình rồi, 1-3-3-1. Chị ơi, ví dụ nhá, lắm cuộc đời mong manh lắm em ơi. Anh ấy ăn đủ 3 bữa chính rồi. Thế xong bắt đầu là ví dụ như là anh ấy buổi sáng ăn sáng rồi nhá, rồi uống cà phê rồi nha, xong rồi anh ấy bảo là anh đi mua bánh mì cho em, anh sẽ mua bánh mì về anh làm cho em, xong anh mua một cái bánh bông lan trứng muối này, xong rồi một cái miếng cơm cháy to đùng như thế này nè, xong bắt đầu là những cái quả nho nhỏ đó, xong rồi em nhìn em anh không bao giờ để dám để sát vào nhau đâu, bởi vì anh ấy biết là nhiều thì sẽ bị em kiểm soát, cho nên là anh để mỗi nơi một tí xong khi nào. Vâng, nhưng mà em nhìn thấy rồi nha, em để xem nhá. Khoảng 30 phút sau nhóm một phát thì cái miếng cơm cháy mất rồi, mà nó to như này biến mất luôn. Xong rồi đến lúc nhóm một phát thì để thấy đang vừa đi vừa cho bánh bông lan vào mồm. Xong bắt đầu nhóm một phát nữa thì em đang ngủ ở trong phòng, nghe cái cách một phát là em biết là đang cắn hạt dưa. mà mỗi lần anh ấy về nhà mẹ là anh sẽ mua một cái túi hạt dưa nó to khoảng 3 cân như thế này là này. Em khoái ăn hạt dưa hả? Vâng, mà như con sóc lại ngồi làm việc mà rồi. Em thì em quen làm việc trật tự rồi mà em ăn cực kỳ là chỉn chu. Trước khi em gặp anh ấy là body em nó fit lắm vì em không hề ăn vặt luôn. Thế mà anh ấy thì ăn hạt dưa nhiều anh ấy bị ho, cắn hạt dưa nhiều cái mày nó rơi vào họng nó bị ho đó. Xong bắt đầu là cứ em không cho ăn, bắt là ăn vụng ăn trộm. Mà cứ khi em đi ngủ phát là nôi ra cắn cái rách mà em thính như nào mà em ngủ trong phòng ngủ mà nó đóng kín rồi mà nghe cái rách phát em biết. Thế em bảo anh đưa cái gói hạt dưa đây xong giấu đi. Thế cuối cùng em về em mới bảo mẹ là mẹ đừng mua hạt dưa cho anh ấy. Mẹ bảo mẹ có mua đâu, nó đi nó mua đi chứ, mẹ đổ cho mẹ. Có nghiền hạt dưa. Thế xong mỗi lần mà anh ăn nhiều á thì là mỗi lần mà anh đi vệ sinh á thì mở cửa ra sợ lắm.
Rồi anh hiểu rồi. Nói như thế đã hiểu rồi. Không thì bây giờ mình vô nhiều thì mình phải ra đó. Nhưng mà trước khi đi vô toilet thì có những cái phản ứng hóa học tạo tiếng vang không? À đó đó đó, một số nữa là cái hồi đầu quen em thì rất là thơm tho, rất là kiểu mùi rất là thơm, mùi sữa rũ đúng không? Đó. Xong đến bây giờ nó còn cái trò như tối qua là em đang ở trong nhà vệ sinh, ông ấy chui vào trong nhà vệ sinh, ông trùng mông vào, ông ánh yung một phát cho đóng cửa chạy ra ngoài cho. Nhưng mà vui luôn bà. Không có đang yêu cô ấy đâu, cô ấy đâu có rượt em đúng không? Em có là trí chóe à toàn. Em có làm điều đó với những người phụ nữ khác đâu, cô ấy là người đặc biệt em mới làm ấy chứ. Đó mọi người muốn nghe chưa? Rồi bây giờ làm sao nè, có muốn Toàn thay đổi gì không? Thật ra thì đối với em thì đấy là những cái điều đáng yêu của anh ấy. Em thấy đáng yêu mà. Em muốn là anh ấy được là chính mình khi ở bên cạnh em, bởi vì là anh ấy sống và anh ấy làm việc thì từ khi còn bé anh ấy là đàn ông, anh luôn luôn phải thể hiện bản thân mình, phải gồng mình lên rồi mạnh mẽ rồi đi làm việc ở bên Đức thì họ đòi hỏi cái sự chuyên nghiệp và không được có một lỗi nào cả. Thế nhưng mà em muốn là ở bên cạnh em thì anh hãy là chính mình. Và bọn em giống như hai đứa trẻ con ở cạnh nhau vui lắm. Nên là khi mà mọi người cứ hỏi là sau khi cưới thế nào thì em thấy là từ khi lấy chồng vui hơn, thích hơn, được chiều nhiều hơn. Thế là tuyệt vời quá rồi. Mà con trai của em còn nói một câu là mẹ ơi, ở nhà có ba người bao giờ cũng vui hơn nhà có hai người. Nghe đã ha. Thế còn Toàn thì sao? Toàn có mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Em chỉ có duy nhất một điều là mong muốn vợ thay đổi một chút, đấy là sau khi mà buổi tư vấn của vợ em xong, tư vấn tâm lý tình cảm xong thì vợ em hay bị buồn với câu chuyện người ta, xong rồi suy tư, xong rồi suy nghĩ lâu, nó ảnh hưởng đến cái bị lặm á đến ảnh hưởng đến cái tâm trạng cảm xúc riêng của mình. Đấy thì em mong muốn vợ là thôi tư vấn xong cho người ta thì trong câu chuyện đấy thì thôi mình dừng lại ở đấy, xả nó ra. Xả hoặc là xả ra, hoặc là đừng có mang vào nặng lòng. Nhưng mà thực ra Toàn biết em khó lắm. Khó lắm, tại vì đó là những cái chất liệu để mà bạn ấy nuôi tiếp cái công việc của bạn. Thực ra nếu mà là một cái người mà như cái mong muốn của em á, thì bạn sẽ rất là dễ thu chột cái điều bạn đang đeo đuổi. Nó khổ vậy đó. Khi mà mình lặm vô, mình chiêm nghiệm thì thực ra là tất cả những cảm xúc đó nó là chất liệu cho những cái lần sau.